Bạn đã bao giờ chưa? Đã bao giờ đi khám phụ khoa chưa? Nói thiệt là kể ba cái chủ đề này rất là ngại nha. Nhưng mà tôi phải kể mấy bà ơi. Tôi mà không kể là đâu có ai mặc dày lên kể ba cái chuyện này cho mấy bà nghe đâu, đúng không? Nói thiệt với mấy bà nha, 25 tuổi đầu rồi á, mà cái số lần tôi đi khám phụ khoa chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Mà mấy bà cũng vậy phải không? Tôi biết mà. Kiểu như là gái mới lớn, ngại mắc cỡ rồi đó. Trời ơi, để tôi kể cho mấy bà nghe cái lần đầu tiên mà tôi đi khám á. Xong chị điều dưỡng nói là em ơi, khí hư của em nhiều lắm nha. Trời ơi má ơi, mắc cỡ mà thiếu điều tôi muốn lấy cái quần tôi đội lên luôn á. Mà bữa nay đi khám lại bác sĩ khen nha, sạch sẽ nha, khỏe khoắn nha. Trời đất ơi, nghe mát cái mặt tiền liền. Công tình tôi chăm sóc em gái tôi bao lâu nay mà sao sạch được trời. Mấy tháng nay là đều đặn, ngày nào tôi cũng uống cái viên uống men vi sinh Lavima Biotic này hết trơn á. Cái này nó giống như là kiểu giải pháp mới mấy bà. Đó giờ tôi có nghe là dung dịch vệ sinh nè, nghe là thuốc bôi nè, nghe là viên đặc nè. Bữa nay tôi mới nghe viên uống men vi sinh để tốt cho vùng kính á. Nhưng mà trước khi uống cái gì cho người đó là tôi cũng phải luôn tìm hiểu rất là kỹ. Thì cái viên uống men vi sinh này á được phân phối cho những cái bệnh viện lớn nè, những cái chuỗi nhà thuốc uy tín á, cho nên là dùng tôi cũng rất là yên tâm nha. Mấy bà biết không, trong một cái viên này á mà có tới 1,7 tỷ lệ khuẩn LA14 nha, nhập khẩu từ Mỹ đó và cao trên nữ hoàng cung nữa, cho nên là sẽ giúp tăng cường sức đề kháng vùng kính nè, giảm viêm nè, nấm ngứa nè, khí hư, giảm tình trạng có mùi hôi khó chịu á, giúp cho em gái của mấy bà lúc nào nó cũng sạch sẽ nè, thơm thơ nè. Mấy bà mà muốn hiệu quả tối đa là phải uống cùng một thời điểm trong ngày nha. Uống sau khi ăn no và nhớ là phải uống thiệt thiệt là nhiều nước vô. Thì lúc trước á tôi bị viêm á cho nên là tôi uống 2 viên một ngày, còn bây giờ là tôi hồi phục rồi, chỉ cần uống 1 viên một ngày để phòng ngừa thôi á. Ngoài ra là tôi còn dùng thêm cái khăn ướt vệ sinh cùng hãng này luôn á, Lavima Protect 4.0 nè. Trong đây là có trầu không, lô hội, vitamin B5 để dưỡng ẩm nhẹ nhàng nữa, cho nên là xài xong nó sạch sẽ mà da của mình không có bị khô á. Tại vì thành phần là hoàn toàn từ thiên nhiên hết, cho nên là mấy bà có dùng da nhạy cảm nè hay là bầu bí gì cũng xài được hết trơn á. Tôi dùng em này là mỗi lần tới tháng nè, hoặc là đi mấy cái nhà vệ sinh công cộng nó không có được sạch sẽ đó. Rồi đi du lịch tôi cũng có đem theo luôn cho nó tiện gọn. Với lại là biết sao không, sao mỗi lần mà yêu thì đó, yêu đương nồng thắm cùng với người yêu bạn trai rồi đó là tôi dùng vô. Cái mùi rất là thơm luôn, kiểu thơm nhẹ nhàng dễ chịu, thơm cái mùi kiểu thảo mộc thảo dược á mọi người. Đó, thơm quá à. Nhưng mà tôi thấy nè, nói cho cùng thì cái viên uống men vi sinh với lại cái khăn ướt vệ sinh Lavima cũng chỉ là những cái sản phẩm hỗ trợ thôi á mấy bà. Cho nên là mấy bà cần phải kết hợp ăn uống lành mạnh nè, vệ sinh sạch sẽ và phải giữ cái thói quen luyện tập á để mình tăng cường cái sức đề kháng á. Và đặc biệt một cái điều rất là cần thiết nữa nha là phải đi khám phụ khoa thường xuyên. Ôi mấy bà đừng có ngại, đừng có mắc cỡ nữa. Tao nói ngại là hại con em chứ không hại ai hết trơn á. Người ta có câu á, thương người như thể thương thân mà thương chị như thể thương em. Đó, tôi đã thay mặt vũ trụ gửi thông điệp tới mấy bà rồi đó. Cho nên là mấy bà tự yêu thương bản thân mình đi. Đừng có bó story buồn nữa. Rết không có coi đâu. Vậy nha, bye bye. À quên nữa, ngày 11 tháng 10 tới đây á là tôi có live stream chia sẻ những tâm sự thầm kín với mấy bà cùng với cái sản phẩm Lavima này cho mấy bà hiểu rõ hơn về sản phẩm nha. Nhớ vô coi nha.